Kinh hoàng, con chó Pitbull cắn cụ bà 82 tuổi tử vong. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa có lịch xét xử bà Nguyễn Phương Hằng. Diễn biến mới vụ con nợ mang súng xông vào nhà bắn loạn xạ truy sát chủ nợ. Cuộc trốn chạy về quê mẹ của người vợ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành như thời Trung Cổ. Rất hân hạnh được gặp lại quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của thông tin đầu tiên trong chuyên mục tin nóng. Thưa quý vị, hiện nay nhiều người nuôi tôm tại đồng bằng sông Cửu Long phải treo ao do giá tôm nguyên liệu giảm và đứng ở mức thấp. Ngoài ra, sản phẩm tôm Việt Nam lại đang bị thất thế tại các thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc. Trước tình trạng này, bà con cho biết họ càng nuôi thì càng lỗ. Nhiều doanh nghiệp và người nuôi tôm thừa nhận, với chi phí giá thành ngày càng cao, con tôm Việt Nam khó cạnh tranh với con tôm các nước khác. Ghi nhận tại Cà Mau, giá tôm nguyên liệu giảm sâu. Tôm thẻ loại 100 kg được thương lái mua chỉ từ 70.000 tới 80.000 đồng, giảm 30% so với tháng trước. Loại 30 tới 40 kg một ký, giá cũng đồng loạt giảm 20%, có thời điểm chỉ còn 108.000 tới 135.000 đồng một ký. Hiện kim ngạch xuất khẩu tôm trong 4 tháng đầu năm 2023 của các doanh nghiệp giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2022. Theo các doanh nghiệp, giá thành nuôi tôm ở Việt Nam quá cao là do giá thức ăn, con giống và các vật tư khác liên tục tăng. Chi phí giao thông vận chuyển cũng cao do hạ tầng yếu kém. Một doanh nghiệp nhận định, tùy người nuôi, nhưng chi phí đầu vào nuôi tôm đang dao động từ 70.000 đến 100.000 đồng một ký. Và dưới giá tôm hiện nay, người nào nuôi giỏi mới có lời, còn lại thì đều bị lỗ. Trong những ngày nắng nóng giữa tháng 5 này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vừa cảnh báo về hai số điện thoại là 076 560 7491 và 0768 721825 có hành vi giả mạo cuộc gọi của doanh nghiệp này, gọi điện cho người dân thông báo cắt điện để lừa đảo lấy thông tin cá nhân. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đề nghị khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân khi nhận được các cuộc gọi số lạ, không hiển thị số điện thoại, yêu cầu nộp tiền điện hoặc là các khoản phí liên quan đến dịch vụ điện, thì liên hệ ngay đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 1900-6769 trực 24/7 để được hỗ trợ. Chuyển sang tin tức về y tế, mới đây, một nữ bệnh nhân gặp một tai nạn cực kỳ hiếm gặp khi chiếc xương cá rô phi đi lạc xuyên thủng thực quản và động mạch chủ ngực. Nếu can thiệp chậm, tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Rất may, các bác sĩ ở Bệnh viện Bình Dân TP.HCM đã phát hiện và phẫu thuật kịp thời. Khai thác bệnh sử cho thấy nữ bệnh nhân 34 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, mua cá rô phi về nấu ăn trưa. Khi đang ăn thì cảm thấy khó chịu vùng cổ nên nuốt thêm vài miếng cơm, sau đó cảm thấy tức ngực. Đi khám thì được chuẩn đoán trong ngực dạ dày, thực quản. Sau 2 ngày điều trị, cơn đau ngày càng nặng nên bệnh nhân đi nội soi thực quản và chụp CT scan. Phát hiện một dị vật như xương cá đang cắm lún vào thực quản, tiến tới nằm sát cùng động mạch chủ ngực. Nhận định đây là động mạch lớn, nếu bị dị vật xuyên thủng có thể làm người bệnh tử vong do mất máu cấp. Phòng khám chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bình Dân, thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Tại Bệnh viện Bình Dân, bệnh nhân được phẫu thuật để thực hiện đồng thời 3 mục tiêu: khâu lỗ thủng động mạch chủ ngực, khâu lỗ thủng thực quản và lấy dị vật. Mảnh xương cá được bác sĩ gấp ra có chiều dài khoảng 3 cm, chiều rộng nhất 0,6 cm. Bác sĩ khuyến cáo người dân khi chế biến cá cần lấy sạch xương cứng và sắt để tránh nguy cơ nuốt phải dị vật trong hoặc sau bữa ăn, nhất là đang tiêu thụ thực phẩm có xương cứng và sắt. Nếu thấy đau đột ngột ở ngực, bụng thì nên nghĩ khả năng nuốt phải xương. Lúc đó bà con cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Một bà cụ 82 tuổi sống tại tỉnh Bình Dương bị con chó Pitbull của gia đình cắn tử vong. Đây là một trong số nhiều trường hợp bị loài chó dữ này tấn công dẫn đến tử vong thương tâm, thưa quý vị. Được biết, Pitbull là giống chó nhập ngoại có đặc tính rất hung dữ và hiếu chiến, thường tấn công người hay những con vật khác đến khi chết mới thôi. Theo đó, hơn 19 giờ tối ngày 17 tháng 5, chị Trần Thị Thanh Thảo, 44 tuổi, ngồi tại căn nhà trên đường Thống Nhất, phường Bình Thắng, thành phố Di An, mở lồng sắt thả con chó Pitbull nặng khoảng 40kg ra ngoài để cho ăn. Lúc này, cụ bà 82 tuổi là mẹ của chị Thảo đang ngồi trên võng gần đó khoảng 15 mét.
Do bà lớn tuổi bị lẫn nên ngồi trong nhà nói lớn tiếng vọng ra, làm con chó hoảng sợ chạy vào cắn bà. Do sức yếu, bà ngã xuống nền nhà rồi bị con chó cắn liên tục vào đầu. Mặc dù người trong nhà can nhưng không được. Tới khi bà nằm bất động thì con chó mới chịu dừng lại. Những người trong nhà nhanh chóng nhốt con chó lại vào lòng. Tuy nhiên, bà V đã không qua khỏi. Nhận tin báo, công an thành phố Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Chi cục thú y thành phố Dĩ An cũng cử người tới hỗ trợ gây mê con chó để phục vụ điều tra. Thưa quý vị, hiện dư luận đang có nhiều luồng thông tin khác nhau về việc ấn định ngày đưa vụ án bà Nguyễn Phương Hằng ra xét xử. Sau đây là thông tin chi tiết. Trao đổi với báo chí, Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa có quyết định chính thức về ngày đưa bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm cùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân ra xét xử. Người phát ngôn của tòa án cho biết, việc có đưa vụ án ra xét xử vào ngày 1 tháng 6 hay không, như thông tin nhiều cơ quan báo đài đã đưa trước đó, là chưa khẳng định được. Theo đó, lịch xét xử vụ án sẽ được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo sau. Trước đó, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1958 của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm sẽ bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6. Cũng theo quyết định này, tòa triệu tập 12 người gồm chồng bà Nguyễn Phương Hằng và nhiều nghệ sĩ cá nhân tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tiếp tục là tin tức đã được ban biên tập cập nhật trong ngày 18 tháng 5. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1983, ngụ tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn để điều tra xử lý về hành vi phạm tội đe dọa giết người. Trước đó, do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Nguyễn Đức Quý đã mang một khẩu súng ngắn xông vào nhà bắn loạn xạ và truy sát chủ nợ. Vào khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 5, chị Nguyễn Thị PH, ngụ tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, đã liên lạc và nhắn tin cho Nguyễn Đức Quý để yêu cầu trả tiền mua vật liệu xây dựng. Quá trình nhắn tin qua lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, Nguyễn Đức Quý điều khiển ô tô đến nhà ở của chị Nguyễn Thị PH, mang theo một khẩu súng ngắn màu đen và đi vào phòng khách thì gặp anh Phan Cô Viết, chồng của chị H. Quý cầm súng bằng tay phải, đưa lên bắn thẳng liên tục 4 phát vào các khu vực tường ở trong nhà. Tiếp theo, Quý ôm ghềnh người anh Vít xuống, tay phải cầm súng dí vào đầu anh Vít, dọa đòi bắn. Sau đó, Quý đẩy anh Vít ra, rồi tiếp tục cầm súng bắn tiếp thêm một phát đạn nữa vào tường nhà, rồi đi đến từng phòng trong nhà để tìm chị H, nhưng không có. Lúc này, ông Phan Xuân V và bà Nguyễn Thị L là cha mẹ của anh Vít, nghe thấy tiếng súng nên cũng ra can ngăn. Tuy nhiên, Quý vẫn liên tục chửi bới và cầm súng trên tay, liên tục chĩa vào người, đe dọa hai ông bà và anh Vít. Sau đó, Quý để ô tô lại rồi mang theo khẩu súng đi bộ về nhà. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an thị xã Ba Đồn đã tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Quý, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan, trong đó có khẩu súng mà Quý đã sử dụng để thực hiện hành vi đe dọa giết người của mình. Theo Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, với sự phối hợp của Hải quan và lực lượng công an, đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh với thủ đoạn cất giấu rất tinh vi. Đơn cử như việc cơ quan chức năng phát hiện ma túy được ngụy trang trong vỏ lon bia, các hộp sốt mayonnaise, kem dưỡng da với một số lượng hàng lên đến chục ký. Cụ thể, vào đầu tháng 5, qua công tác soi chiếu của Chi cục Hải quan, cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan và công an thành phố Hà Nội đã phát hiện thu giữ gần 20kg ma túy tổng hợp, số tang vật được các đối tượng ngụy trang dưới vỏ bọc của các lon bia. Một vụ việc khác xảy ra vào ngày 10 tháng 5, lực lượng liên ngành khi kiểm tra lô hàng xuất khẩu đi Nhật Bản đã phát hiện hơn 1,37 kg ketamine. Toàn bộ số tang vật được cất giấu tinh vi dưới đáy của các hộp kem dưỡng da. Tiếp đó, ngày 11 tháng 5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài soi chiếu lô hàng từ Cộng hòa Séc về Việt Nam đã phát hiện 8kg ma túy tổng hợp. Toàn bộ số tang vật được cất giấu trong các hộp sốt masone và trà trộn với các loại hàng hóa khác. Trong quá trình điều tra mở rộng các vụ án, lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Trên địa bàn xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn tình cảm. Điều đáng nói, nạn nhân bị đâm và hung thủ đều là những thiếu niên đang học lớp 8, lớp 9, thưa quý vị. Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 15 tháng 5,
em Trần Thanh Tê, sinh năm 2008, ngụ xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đang trên đường đi học về thì bị em C, sinh năm 2007, chở theo một người tiếp cận. Người ngồi sau dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu T và chặn xe lại. Đồng thời, C và người đi cùng đã dùng mũ bảo hiểm tiếp tục đánh T. Tức giận, em Trần Thanh Tê đã lấy con dao tự chế chuẩn bị sẵn trong túi quần, đâm ba nhát trúng vào lưng C rồi bỏ chạy. C được người đi cùng chở đến trạm y tế xã Tịnh Thới để sơ cứu và gọi cấp cứu chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp điều trị. Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp nhận, điều tra và xử lý. Theo thông tin từ những người liên quan, sự việc trên xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa các em học sinh. Ngày 18 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1995, quê tỉnh An Giang, để điều tra làm rõ hành vi giết người. Theo điều tra, Thảo làm nhân viên một quán karaoke và sinh sống cùng hai con nhỏ là NHGB, sinh năm 2020 và NHGA, sinh năm 2022, tại một phòng trọ trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5, Thảo đi làm về, đã uống bia say và nằm phía dưới võng chỗ bé NHGA ngủ. Thảo đang ngủ thì nghe bé NHGA khóc nên Thảo đưa võng, nhưng bé không nín khóc. Thảo dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé. Khi không nghe NHGA khóc nữa thì Thảo ngủ tiếp. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thảo thức dậy thì phát hiện bé NHGA không còn thở, người đã tím tái nên nhờ người đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé NHGA chết trước khi đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. Qua làm việc với cơ quan điều tra, Thảo khai nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái nhưng không biết trúng vào chỗ nào. Bản thân Thảo trước đó có sử dụng ma túy đá. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Liên tiếp xuất hiện các vụ trộm chó ở Bình Phước do nhóm người đi ô tô dùng súng điện gây ra khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Mời quý vị theo dõi đoạn camera ghi lại ngay sau đây. Theo đó, vào rạng sáng 15 tháng 5, một đối tượng mặc áo đen, quần jean bước xuống từ ô tô 7 chỗ. Sau đó, người này dùng súng tự chế bắn vào con chó đang đứng trước cổng rồi mang lên xe bỏ đi. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong hơn 20 giây. Trước đó, vào rạng sáng 4 tháng 5, cũng có một nhóm đối tượng lấy xe ô tô màu đen 7 chỗ trộm chó trên địa bàn thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng. Hiện công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục truy xét, truy bắt các đối tượng trộm chó manh động để điều tra làm rõ. Không chỉ có Bình Phước mà ngay cả những tỉnh miền Tây, vấn nạn trộm chó cũng gia tăng vào thời gian gần đây. Mọi người cần chú ý hạn chế thả rong chó bên ngoài để tránh bị bắt trộm. Vụ việc xảy ra ở Châu Đốc, An Giang vào ngày 15 tháng 5. Theo đó, hai tên trộm chó đi săn mồi, phát hiện phía trước ngôi nhà có con chó nên dừng xe lại. Tên ngồi sau xuống xách súng tự chế hạ gục con chó rồi bắt bỏ lên xe tẩu thoát. Hành động trên khiến gia chủ vô cùng phẫn nộ. Tiếp theo là đoạn clip ghi lại cảnh tên trộm táo tợn vào tận trong nhà dân để trộm xe mặc dù có gia chủ đang ngồi ngay trong nhà. Cụ thể, trong nhà chỉ có một người phụ nữ đang tập trung hoàn toàn vào công việc. Cửa chính mở và một chiếc xe máy dựng sát cửa. Nam thanh niên đội mũ bảo hiểm đi qua thấy vậy liền đi thẳng vào trong nhà, dắt xe máy ra ngoài mà không hề bị phát hiện. Thậm chí thanh niên còn dựng xe đứng chờ trước cửa trong khoảng thời gian ngắn. Người phụ nữ còn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa nhưng không phát hiện thấy điều bất thường và vẫn tiếp tục với công việc của mình. Cuối cùng thanh niên phóng xe máy đi mà không gặp trở ngại gì. Sau đây là tình huống giao thông được camera an ninh ghi lại, thưa quý vị. Một người tài xế xe tải trong lúc lùi xe đã tông trúng người phụ nữ đang đi bộ phía sau. Diễn biến vụ việc sau đó khiến người xem không khỏi thót tim lẫn bất ngờ. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video do camera an ninh ghi lại cho thấy người phụ nữ khi đang đi bộ trong khu vực nhà máy. Đúng lúc này, chiếc xe tải phía sau bắt đầu lùi lại. Do không quan sát thấy, người phụ nữ đã bị xe tải cuốn vào gầm. May mắn, người phụ nữ không bị bánh xe cán qua và vẫn có thể ngồi dậy sau cú va chạm dưới vẻ mặt thất thần. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 5 vừa qua trong khuôn viên một nhà máy ở tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, những ngày này tại vùng quê nghèo tỉnh Kiên Giang, nhiều người vẫn chưa khỏi bàng hoàng và xót xa bởi câu chuyện một người phụ nữ đang mang thai tố chồng mình ở tỉnh Hải Dương bạo hành dẫn đến có nhiều vết thương cũ mới chằng chịt trên người. Giờ đây dù đã trở về quê nhà với người thân an toàn, nhưng chị vẫn chưa hết hoảng sợ và hoang mang mỗi khi nhìn về những vết thương trên cơ thể của mình. Thực hư câu chuyện này thế nào? Phóng viên Nóng 24 giờ sẽ truyền đến quý vị ngay sau đây.
Những trận đòn roi chẳng kể ngày hay đêm cứ ngỡ như bạo hành thời Trung Cổ. Vậy nhưng vẫn hiển hiện trên cơ thể của người phụ nữ đang mang thai 7 tháng này. Đầu thì tôi bị chồng tôi đánh hành hạ thì là bằng dây nồi cơm điện, dây cắm nồi cơm điện. Lúc đầu thì ít, sau thì dùng thắt lưng, rồi sau đó là từ từ thì dùng dây chói tôi và treo tôi lên chỗ cầu thang, xong rồi cởi hết quần áo ra nhét dẻ vô miệng rồi đánh, sau đó còn dùng cái trái trâu trên cái cầu thang á, cục sắt chỗ cầu thang á, rồi đánh vô chân tôi, đánh vô đầu gối, rồi đánh vào mắt cá chân, rồi đánh vào bàn chân, bàn tay. Lúc mà tôi mà bị đánh nặng nhất, nhiều nhất là dùng móc quần áo á, bẻ thẳng ra, xong rồi hơ vào bếp ga mini á, rồi xong á chồng tôi á thui vào da thịt của tôi nè, thui vào mặt nè, vào chân, vào tay, vào đùi. Con tôi hồi đó đâu phải vậy đâu, mập lù tròn ụm mà trắng tươi đó như trong hình đó. Mà bây giờ ra ngoài ở có mấy năm đâu mà về con tôi thăng thời có như vậy là tới chừng dở dò cẳng lên gì hết trơn, không còn gì mặt mày hết, bị thui, bị đốt nám hết trơn luôn. Nhà có lần chồng tôi đã dùng cồn á tưới lên mặt, rồi xong đó là sau đó đốt, nhưng mà không cháy mặt, nhưng mà mi của tôi đã bị cháy hết. Chị Bùi Thị Tuyết Rê, quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, quen biết anh TVL, quê ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, qua lời giới thiệu của bạn bè. Đến tháng 4 năm 2021, hai người đăng ký kết hôn và sinh sống tại quê chồng. Đến nay đã có con chung 17 tháng tuổi và chị đang mang thai con thứ hai được 7 tháng. Những tưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thế nhưng hơn một năm qua chẳng khác nào là địa ngục. Bị giam lỏng tại nhà, chẳng thể tiếp xúc với ai. Những trận đòn roi vô cớ liên tục ập đến chỉ vì không vay mượn được tiền. Tới thời điểm bây giờ là không làm gì hết. Với lại mà bắt đầu mà tôi bị chồng tôi đánh đập hành hạ nhiều đến thời điểm bây giờ á, là do chồng tôi có chơi cái game gì, game online, nhưng tôi không biết game online đó là như thế nào, tôi không biết, chỉ biết là nạp tiền vào và chơi thôi. Có ngày á hả, là bị đánh đến 3-4 lần luôn. Là do vay mượn tiền không được á, không kể ngày hay đêm, có khi á là cũng khi đó là 1-2 giờ đêm cũng có. Mà mình đâu có nghĩ là con mình bị bạo hành. Vết cũ chồng lên vết mới là dở cái lưng con tôi lên là tan nát hết. Nói không phải nói chứ làm cha mẹ, cái kim nó đâm vô tay mình còn đau. Mà con mình chẳng có một cái gì hết là con người nữa. Thân xác con tôi nhớ nói không ai nói, nhưng còn hơn là cá trên thớt mà bị nó dằn. Những vết thương này á là không có được đi chạy chữa, mà cũng không có được thuốc thang gì hết, nó tự lành. Sau nhiều lần chị bị đánh đập, đe dọa nhưng chẳng thể bỏ trốn, tối 10 tháng 5, chị Rê cùng chồng đi máy bay từ sân bay Cát Bi, Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh với mục đích vay tiền. Khi vào đến thành phố Hồ Chí Minh, chị Rê đã tìm cách trốn chồng, bắt xe về quê. Sáng 11 tháng 5, chị đã về đến nhà tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang an toàn và đã trình báo vụ việc với ngành chức năng tại nơi cư trú. Qua thực tế mà thấy thì trên thân thể của chị cũng có nhiều cái vết thương. Tôi cũng có tiến hành hỗ trợ tư pháp, hướng dẫn làm các cái thủ tục cần thiết, đồng thời là hướng dẫn gia đình liên hệ với nơi mà xảy ra vụ việc để mà tiến hành xác minh, ý làm sao đó bảo vệ cái quyền lợi cho nạn nhân. Hiện công an xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận thông tin về việc chị Rê bị bạo hành. Vào ngày 22 tháng 5 tới đây, chị Rê sẽ trở lại tỉnh Hải Dương để hỗ trợ điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Chị Rê mong muốn được pháp luật bảo vệ và trả lại công bằng, đồng thời sớm được ly hôn cùng người chồng vũ phu và nhận quyền nuôi con 17 tháng tuổi. Đến đây thì thời lượng dành cho Nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng đã hết. Bản tin này sẽ quay trở lại vào ngày mai để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất. Còn bây giờ, Xuân Nghĩa và Bích Hồng xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.